Hôm nay chúng ta sẽ có một số trò chơi tập thể. Đội nào chiến thắng trong từng trò chơi sẽ được tặng một cặp phiếu hẹn hò. Mời bạn nam thứ nhất bước lên chọn số của mình. Mới cười nó sợ quá. Rồi chúng ta xem thử những bạn nào sẽ bắt hình cặp với nhau nào. Cười rồi kìa. Số 4. Cười. Số 4 cười rồi kìa. Hả? Nam 1, nữ 4. Hai bạn đứng lại thành một cặp. Hai chị em cặp. Cặp đôi chị. Mời bạn nam di chuyển qua đứng cặp với bạn nữ. Mời cặp đôi đang giữ quả bóng có số thứ tự số 3. Rồi mời bạn nam di chuyển qua đứng cặp với bạn nữ. Trò chơi thứ nhất mang tên là ăn bánh que. Mỗi đội sẽ cắn dần từ hai đầu của que bánh. Thì đội nào còn lại cái mẩu bánh ngắn nhất sẽ giành được chiến thắng trong trò chơi này. Và bạn nam số 2 sẽ hỗ trợ đo độ dài mẩu bánh của từng đội. Phần này rất là quan trọng nha. Tiếp xúc mà gần á chị, nó cho mình cái cảm giác rất là chân thật và quan trọng lắm luôn. Môi là chìa khóa của cảm xúc. Số 4 gì nhỉ? Đó, coi phim hoạt hình không à. Trái tim của anh rất đau, chỉ muốn buông tình ta ở đây. Vì cho đến giờ chẳng có ai biết anh. Giờ tự nhiên ngứa mình quá. Sao lúc bóng không cắn do chưa dài mà. Cắn quá trời luôn á. Còn độ dài còn lại là 3 cm. Chưa, ông này cũng làm một cái rộp. Bà chị số 1, bà chỉ kịp ngậm bánh, không kịp hứng luôn. Trời ơi, bạn nào này làm nhanh tới nỗi không kịp hứng luôn. Cái này được gọi là có kế hoạch. Ông số 1 cũng lấu tấu lắm ngay từ đầu. Có kế hoạch, có kế hoạch. Không. Vậy không? Không. Dễ rồi. 0.5 cm. Cắn đi. Anh xin được dùng bài nhạc này gửi những người yêu cũ rằng là anh cầu mong em sẽ tha thứ những điều ngược đãi mà anh đã làm và có một người tình nguyện vì em mà làm những điều mà anh chả dám. Đấy. Mong em sẽ không đem những vết thương này theo mãi sau. Em từng biết khi đau lòng thì anh mới buông lỏng. Người độc thân ngồi ở đây mà coi những cái cảnh này. Tìm như tìm vàng rồi. Xin thông báo với đội số 3 là chiều dài còn lại của miếng bánh là dài còn lại của miếng bánh 1 cm. 1 cm. 1 cm. Từ lạ thành thương lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí.